nhiều nơi ở miền Bắc chuyển mưa, Nam Bộ chiều cường mạnh. Dự báo từ hôm nay, ngày 21 tháng 2, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, độ ẩm trong không khí tăng, khu vực đồng bằng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng. Miền Trung mưa dông kéo dài trong nhiều ngày tới, Nam Bộ chiều cường mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên hôm nay khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Vùng đồng bằng Bắc Bộ sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất hôm nay 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Dự báo mưa nhỏ rải rác sẽ kéo dài ở vùng núi Bắc Bộ đến 23 tháng 2, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 2. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 25 tháng 2 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 1 tháng 3 mưa giảm dần. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến 24 tháng 2, Nam Bộ chịu một đợt chiều cường mạnh, kết hợp với sóng lớn, có khả năng gây ngập úng diện rộng, nhất là khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.